Chào bạn nha, thì video này mình làm để hướng dẫn bạn cách dùng app SingTu. App SingTu là app Trung Quốc này nha, bạn bảo app này. Dạo vào như này thì bạn bấm vào dòng đen này giúp mình nha. Sau bấm vào bạn cho phép này. Bạn bấm vào phần dấu cộng này để chọn ảnh chỉnh nha. Sau đấy bạn chọn ảnh để chỉnh giúp mình nha. Đấy. Ở đây là các thanh chức năng của nó. Thanh đầu tiên này là thanh để mà nó có khung sắn. Bạn có thể chọn khung để mà chỉnh. Thì nó cái sắn thiết kế cái mấy cái chữ này ấy. Đấy. Đấy. Cái thứ hai này là chỉnh make up các thứ đấy. Mình sẽ đi từ cái này nhá. Cái này là cái để chỉnh dáng này. Cái này là chỉnh toàn thân, toàn thể một lúc là nó sẽ kéo toàn bộ luôn, mà thấy chưa? Đấy. Ghê chưa? Đấy. Cái này là chỉnh mặt này. Cái này là chỉnh thể này, chỉnh eo này. Đấy. Cái này là chỉnh chân dài này. Đấy, ghê chưa? Cái này là chỉnh mông này. Cái này là bóp eo này. Đấy. Cái này là chỉnh ngực này. Đấy. Cái này chỉnh đùi này. Cái bắp tay này. Cái này là chỉnh cổ. Đấy, bạn xem này. Ghê chưa? Đấy. Thứ hai là cái này. Cái này để mà chỉnh mặt, khuôn mặt từng chi tiết lên mặt đấy. Để bạn xem nha. Để làm khuôn mặt nhỏ hơn này. Đấy. Bạn chỉnh theo cảm hứng thôi. Cái này là chỉnh mắt này. Đấy. Cái tiếp theo bạn cứ xem ở đây nha, mũi này, đấy, chỉnh từng tí khuôn mặt luôn. Còn đây là make up bạn nha, make up này. Đầu tiên là má hồng này, hoặc là có sắn đấy, đấy, hoặc là bạn có đây, có má hồng cài sắn, đấy, son môi này. Đấy, cái kiểu như thế. Nó nhiều lắm. Đây là có chức năng gì đây? Chức năng này là chức năng xóa vật thừa ấy. À, chức năng để mà tách nền. Tách nền. Tách nền này là bạn, ví dụ các bạn cần giữ cái nền nào ấy, bạn vẽ lên đây. Bạn vẽ lên nha, bạn vẽ lên. Bạn vẽ lên đây. Sau đây bạn ấn tích V ở đây. Bạn vẽ khéo khéo tí nha. Sau bạn ghép vào cái nền khác. Đấy, chức năng như thế. Chức năng này là chức năng tự động chỉnh tay. Ví dụ bạn muốn chỉnh tay ấy, bạn sẽ kéo to đây. Một đùi nhỏ bạn cứ góp bóp vào như này. Đấy đấy, đó là chức năng chỉnh tay. Tiếp theo là cái này là chỉnh auto, nó tự động chỉnh luôn đấy. Đấy, mình thì không hay dùng cái này, mình chỉ dùng cái này thôi, hai cái này thôi ạ. Ở đây còn đánh phấn các kiểu đấy. Đấy, kiểu như thế. Make up phần B, phần make up. Tiếp theo là thanh thứ ba này nha. Thứ ba này là thanh chỉnh màu. Bạn chọn màu bất kỳ bạn thích này. Tao này có nhiều màu lắm. Màu cũng đẹp nữa cơ. Màu này đẹp mọi người này. Màu này mà chỉnh màu mai phương bùi cũng chất luôn. Rồi. Màu này chỉnh màu đẹp mặt này. Màu này cũng đẹp này. Nó chưa hiện được. Màu này này. Đấy. Thấy chưa ạ? Màu này bạn nha. Đấy. Màu này cũng chỉnh màu mai phương bùi chất luôn. Đấy. Sau khi bạn chọn màu xong ấy thì bạn sẽ chỉnh thêm ánh sáng ở đây.
Cái thò tí này rất đẹp ảnh đấy. MacBook hay có cái máy cây mà nó đốm đến ảnh ấy là cái này nhá. Đấy, đấy, như vậy là khá đẹp rồi đấy. Đấy, thanh này hình màu không dùng màu này, bạn có dùng màu này cũng được, màu này cũng đẹp này, hai màu này đây chỉnh màu rất là đẹp. Đây, mình lấy đại màu cuối nhá. Quá đẹp luôn nhỉ. Đấy, đấy cách dùng cơ bản như thế. Mà chức năng cuối cùng này bạn không cần dùng đâu. Đây là stick này, stick ghép stick vào này, kiểu thế. Đấy, mình thì không bao giờ dùng mấy chức năng cuối này, mình chỉ dùng hai chức năng vừa video mình làm vừa nãy thôi. Chức năng vé bỏ qua. Vậy là mình đã hướng dẫn cơ bản cách dùng app Syncto nha. Bạn có thể tìm hiểu thêm à. Cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn để lưu ảnh nha. Là xong nè.